Xin chào tất cả các em học sinh thân yêu đến từ mọi miền Tổ quốc. Thầy là Nguyễn Thành Công, giáo viên môn sinh học tại hệ thống giáo dục học mãi.vn. Như tất cả các em đã biết, chỉ còn ít ngày nữa thôi là các bạn học sinh 2K6 sẽ bước vào một kỳ thi rất là quan trọng, đó chính là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Đối với nhiều bạn thì đã đỗ đại học thông qua các phương thức xét tuyển khác rồi, nhưng đối với rất nhiều bạn thì kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông là căn cứ để các bạn sẽ xét tuyển vào đại học. Và vì vậy, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vẫn là một kỳ thi rất là quan trọng đối với các bạn 2K6. Vậy thì định hướng ôn tập cho kỳ thi này như thế nào trong giai đoạn sắp tới? Thì ở trên màn hình ở đây các bạn nhìn thấy đối với một số môn, trong đó có môn lý hóa sinh, môn sinh thầy giảng dạy chẳng hạn, thì cấu trúc của đề thi nó gồm có 40 câu hỏi, các bạn biết rồi đấy. Và thầy giả sử rằng trong số 40 câu hỏi đó các bạn chắc chắn đúng được x câu, và còn lại 40 trừ x câu là các câu mà các em không chắc chắn đúng và các em chơi kiểu random. Thế thì làm thế nào để chúng ta có cái chiến thuật ôn tập phù hợp nhất trong cái giai đoạn những ngày cuối cùng trước khi thi? Thì chúng ta nhận thấy x câu chắc chắn đúng này các em sẽ được x trên 4 điểm. 40 trừ x câu này là các câu các em random, chọn ngẫu nhiên. Thế thì trong 40 trừ x câu này thì theo các nguyên lý xác suất thì sẽ có 4 phương án A, B, C, D, thì xác suất để các em chọn được một phương án đúng sẽ là 1/4. Và 40 trừ x câu đó chia cho nhân với 1/4 và chia 4 đi, vì chia ra để được số điểm thì sẽ được 40 trừ x trên 16. Và vì như vậy chúng ta được tổng hai cái phần này, đó chính là điểm thực của các em. Vậy thì làm thế nào để chúng ta nâng cao cái giá trị điểm thực này? Điểm thực của các em ở đây, nếu các em có điểm thực là từng này thì các câu xác định chắc chắn đúng nó là 14 tương ứng với 5 điểm, 19 tương ứng với 6, 25 tương ứng với 7, 29 tương ứng với 8, 35 tương ứng với 9 và 40 tương ứng với 10. Tức là nếu các em muốn 10 điểm chắc chắn các em sẽ phải làm đúng 40 câu. Nếu các em muốn 9 điểm thì các em làm 35 câu thật đúng, chắc chắn đúng, tương tự như vậy cho các câu khác. Do vậy mà chiến thuật ôn thi những ngày cuối như thế nào phụ thuộc vào mục tiêu điểm của các em. Nếu các em có mục tiêu điểm là em muốn điểm 8 thôi, thì các em hãy hết sức tập trung vào 30 câu đầu. Nếu các em muốn điểm 9, các em hết sức tập trung vào 35 câu đầu. Còn 4 câu khó quá thuộc câu vận dụng cao thì chúng ta cứ chơi kiểu random. Còn nếu mục tiêu của em là 10 điểm thì đương nhiên rồi, mục tiêu cao như vậy thì chắc chắn các em phải rất giỏi và các em phải làm được tất cả các câu hỏi trong đề thi. Do vậy mà tùy từng mục tiêu của mình, các em có chiến thuật ôn tập cho phù hợp. Và trong cái chiến thuật này, thầy có một cái nhắc nhở cực kỳ quan trọng đối với các em là điểm của những câu khó nhất, mỗi câu khó nhất cũng chỉ có 0,25 điểm thôi. Và điểm của những câu dễ nhất cũng là 0,25 điểm. Vì vậy, đừng lãng phí điểm ở những câu dễ. Cố gắng chắc chắn 30 câu đầu là những câu mà chúng ta chắc chắn phải đúng. Vậy thì làm thế nào để chúng ta chắc chắn đúng ở những câu đó? Thì đó là tránh những câu sai ngớ ngẩn. Các em hay gọi một cái thuật ngữ là sai ngớ ngẩn đấy. Thế thì làm thế nào để tránh? Thì trong cái giai đoạn này, lời khuyên của thầy dành cho các em là mượn các bạn khác không thi, lấy 2 đến 3 bộ sách giáo khoa. Và chúng ta không cần phải học quá nặng, quá cao siêu ở đâu. Chúng ta đọc kỹ lại lý thuyết và các nội dung trong sách giáo khoa. Sách giáo khoa lớp 11 kỳ 1, sách giáo khoa lớp 12. Chúng ta dành khoảng 1-2 tuần và chúng ta cày lại 1-2 lượt toàn bộ lý thuyết đó. Thì thầy tin rằng các em sẽ hạn chế được những câu sai ở cái giai đoạn này. Đối với những bạn mà muốn đạt mục tiêu điểm 9, điểm 10, tức là các bạn bắt buộc phải làm được cả những câu khó, thì song song với việc ôn tập lại kiến thức sách giáo khoa để đảm bảo không dụng điểm những câu dễ, thì các bạn phải rèn luyện lại năng lực để giải quyết những câu hỏi khó thuộc cái phần vận dụng cao. Để làm được điều đó thì các em phải làm nhiều đề, cày nhiều đề. Và cái thứ hai nữa là bấm thời gian để căn cứ cái thời gian đó làm những câu hỏi cho phù hợp. Đó, như vậy thầy có 2 lời khuyên dành cho các em. Một là ôn tập lại kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa để đảm bảo những điểm số của câu hỏi dễ không bị dụng. Các bạn nào với mục tiêu cao thì rèn luyện lại những câu hỏi ở mức độ vận dụng cao, làm nhiều, tăng phản xạ, giảm thời gian làm và tăng tỷ lệ đúng thì chúng ta đạt được điểm cao này. Vì vậy mà tùy từng mục tiêu của các em mà các em có thể chọn lựa cái phương án ôn tập cho phù hợp. Chúc cho các em có thể ôn tập đạt hiệu quả tốt nhất và làm đề thi với kết quả cao, đỗ vào trường đại học mà các em mong muốn.